các học giả Ba Lan tham gia cuộc hội thảo từ một đại học ở Warsaw xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời lên án những hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc trong các vùng biển của Việt Nam. Theo Vietnamnet, hơn 50 người tham gia buổi hội thảo tại Đại học Alma Mater ở thủ đô Ba Lan đã lắng nghe báo cáo cập nhật tình hình Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Được biết, 13 học giả Ba Lan đã phát biểu và phân tích vấn đề từ nhiều góc cạnh. Các học giả khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Họ lên án những hành động của Trung Quốc, cho rằng các hành động sai trái đó vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa an toàn hàng hải trên Biển Đông. Hôm qua, một giới chức cấp cao của Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ tới Bắc Kinh để dự cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế với Trung Quốc, nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết diện tích Biển Đông là có vấn đề. Pháp Tân Xã hôm qua dẫn lời giới chức Mỹ không cho biết danh tính, nói rằng tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực có liên hệ tới Hoa Kỳ trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, một nước có những hoạt động thương mại quan trọng và sử dụng các tuyến hàng hải trong khu vực, và cũng liên quan tới Hoa Kỳ trong tư cách là một quốc gia từ lâu đã bảo đảm sự ổn định của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Giới chức này nói rằng các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc liên quan tới vấn đề này tại cuộc đối thoại Mỹ-Trung sẽ rất trực tiếp, bộc trực và có tính cách xây dựng. Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh là Washington không về phe nào trong các tuyên bố chủ quyền, nhưng tố cáo Bắc Kinh là đã có những hành động gây bất ổn, và Mỹ kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quan trọng của thế giới.